để tổ chức đám cưới của Soàn với anh Tuấn, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nữ trang độc và quý của Soàn trên sân khấu. Tổng tài sản lên đến ngót nghét ngàn tỷ. Anh và em á đã lên kế hoạch cả năm trời rồi. Nhưng mà chỉ có em với anh thôi, có ổn không? Mấy giờ hai người năn nỉ gia đình tụi tôi đi, rồi tụi tôi giúp cho chuyến này. Với lại tôi thấy cái kèo này nó cũng thơm. Tụi mình chỉ có một cơ hội duy nhất, nhất định phải thành công. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để gia đình cục xúc tôi lo. Chẳng lo quá à. Lỡ đám cưới có chuyện gì, làm sao Soàn sống nổi với miệng đời? Đừng có ba bị, đừng có ba chấp. Cho đi lại chấp luôn đó. Hôm nay nhìn em đẹp quá. Ôi, cái hành động này nè, y chang chồng cũ của em luôn á. Trước khi ảnh chết, ảnh ưa đựng em vậy lắm.